Một ngày nắng đẹp, Cún xinh đi chơi. Cún ơi, cho mình theo với. Chào mừng các bạn nhỏ đến với kênh Vbox Kids Coloring. Hôm nay chúng mình cùng vẽ và tô màu em Cún cute này nhé các bạn. Đây là cái đầu to bự của em ấy. Hai tai cụp xuống này. Hay thật đấy, có giống chó tai cụp mà cũng có giống chó tai vểnh dựng đứng hết cả lên. Đúng rồi các bạn ạ, thì có hơn 300 giống chó trên thế giới cơ mà. Nhiều vậy sao? Đúng vậy, em ấy có đôi mắt tròn to xinh chưa này? Mũi hình tam giác lộn ngược, cũng có chân trắng nữa này. Nhìn em ấy như đang cười vậy. Tiếp đó chúng mình vẽ nốt thân mình của em Cún nào. Đây là hai chân này, một cái đuôi ngắn ngủn. Vẽ nốt hai chân còn lại không là tập tễnh mất tiêu. Đấy, như vậy xong rồi, giờ chúng mình tiến hành bước tiếp theo là tô màu nhé các bạn. Để tô màu lông cho em Cún cute, chúng mình sử dụng màu chủ đạo là màu cam nhé. Nhưng sắc độ đậm nhạt khác nhau. Ví dụ, tai của em Cún có màu cam đậm nhá. Cam đậm chúng mình gọi tạm là dark orange nha các bạn. Nửa trên khuôn mặt của em Cún cũng có màu cam đậm này luôn. Có tô vào mắt em ấy luôn không? Đôi khi tô vào mắt thì em ấy trở thành Cún con đào mắt mất. Chúng mình tô xuống thân mình của em Cún luôn nhé. Các bạn nhỏ nhớ quy tắc nào để cho màu nước không bị chỗ đậm chỗ nhạt khi chúng mình tô không? Đó là gạt nhẹ đầu bút cọ để màu nước phơi bớt đi, sau đó mới đến để tô. Đúng rồi, chúng mình tô thật khéo để màu cam đậm không chảy ra khỏi đường viền nhé. Một em Cún có màu lông giống hệt em Cún phút đầu lông xù, mỗi tội lông bạn này không xù. Nửa dưới mặt em Cún chúng mình tô màu cam chuẩn nhá. À, nãy chúng mình tô màu dark orange, bây giờ mới là màu orange.